đã chiến thắng bản thân mình. Và đây là một niềm rất tự hào với em. 10 cây 48 phút. 47 phút 57. Yeah! Tôi đã chiến thắng bản thân mình. Yeah! Thành công phải góp một phần nhỏ bé để đóng góp cho quỹ của Viettel. Rất là xúc động. Một mùa giải rất là tuyệt vời, rất ý nghĩa. Cảm ơn Viettel rất nhiều. Chiến thắng chính trong lòng mình. Mình đích trước mắt chỉ là về đích từ trái tim. Chờ đón nụ cười rạng rỡ sẽ đợi trên môi của những em thơ. Thể thao để rèn luyện sức khỏe, chúng ta cùng nhau để giúp trẻ tất chặt dây dày để tiến bước. Chúng ta về đích cùng yêu thương. Surprise.